hôm qua 16, hôm qua ngày mấy? 16 luôn. 16 phải không? 16 có số 16 nè, buồn qua quanh xô đè ngon rồi 16. Rồi bấm đi. Bấm nè. Có chiếc dầu mà, có không? Không, có đây. Bây giờ chưa có chưa có số dầu. Rồi. Số miền Trung nè. Đó, bấm vô rẹt rẹt như lây liền. Buồn qua nghe quà kia bên đây mới kiếm 16. 16 86. Đúng. Đà Nẵng 86. À. Đà Nẵng 86, đúng rồi. Đà Nẵng này. Ngày thứ ba nè, ngày 16 tháng 9 nè. Đó đây, 16 tháng 9, tối 16 Đà Nẵng. Đó, anh Đà Nẵng mấy tờ? Hai tờ. À, quân tờ cứ mè rồi. Hai tờ Đà Nẵng, hai tờ quân ở 16. Quả xô lấy giỏi vậy, hai tờ. Tôi trúng cái đầu thấy vậy, tờ vậy. 16 tối 16 nè, đó, ngày 16 tháng 9. Đây. Đó, 16, lấy 4 tờ là đi vô hết. Tờ vậy. À, u. Rồi bây giờ là giờ anh mua cái nồi anh mua rồi giờ công tiền giả anh thôi giả là giả thôi đó ý vậy rồi u trời quá mà anh cứ lấy cái nồi lấy đi đó à rồi ai quậy vô ha tờ chứ mà anh người đàn bồ dân anh tờ lắm có anh kia bữa trúng 30 triệu luôn quả đúng chưa đời lắm đã buồn trúng chỗ chứ rồi trời công an anh về nha rồi à, rồi à. Rồi đó anh mua biết đâu nó được cái thờ trúng luôn phải không được thờ trúng nó vô luôn quá lâu quá vậy à. Nè thấy trúng không mua 4 tờ trúng 4 tờ luôn đó không? À, 16 với tôm 6 à hơi đều luôn nè thấy không nè tôm 6 nè Đà Nẵng nè tờ chứ ờ à. Cái đồ mà ghim nó cứng thì đi trả đi có thể là nó lát là nhận được chúng tôi ấy rất là khó mà trung thẻ nhanh luôn nha son trung thẻ nhanh luôn đi anh mua mà à $400 là không có đăng thế hết chứ nếu mà trúng là 50 triệu là đăng thế là từ 5 triệu hả đúng rồi dễ chứ. Đúng rồi đóng thế là đây là phần tiểu cho có đáng vậy cái này là đóng thế mà em trúng được lô 3 triệu 3 tờ bán cho ông kia có 300 à đâu vô này khác trúng sâu à, trúng mình trả tư á lô 3 triệu á đóng thế nữa à đóng 300 ngàn 9 triệu á 3 tờ à. Anh ăn đâu không ăn đâu đây này mới trúng một bữa trúng ở đâu làm kèo trúng à, ở đó trúng qua ngoài trần này à không trúng trúng ở đó đâu qua đăng thế gì cho anh cho ông cho đăng thế gì không đăng thế nghe trúng là trên 10 triệu đăng thế còn dưới 10 triệu không có đăng chị ông kia không ăn quá dữ à không giờ cũng như anh cho ông được mà được trúng 9 triệu rồi cho ông 300 cũng được mà cho ông nếu ông đi ông mượn tiền ông đưa cho anh được ông đi cho số cũng được chứ còn một tờ 3 triệu đâu có đáng thế 15 triệu cho 15 triệu cho lên mới đáng 10 triệu cũng không đáng luôn ờ nghe nói vậy chứ mà ý là nghe nói là 10 triệu là không có đáng luôn mà trên 10 triệu đáng nghe nói vậy ờ trong tiền nè đó đó thì bây giờ kẻ nó cũng vui có giấu mình trai tiếp đó hôm qua quýnh số đề quýnh 16 đào nữa hốc bọt đi dạ đâu rồi cảm ơn anh nha à rồi rồi cảm ơn nha bữa nào trúng trúng lớn nữa xuống đây nhận trúng đặc biệt trúng luôn kêu giờ lấy lên trúng tiền luôn biết không lấy má tiền tính tiền đếm trả xe con trả tiền là như này trả tới nhà luôn em à đem má tính tiền trả thùng lên không tiền lấy tới nhà đâu rồi
À dạ nghe. Rồi. Không em. Đó, mới quay trúng số nha anh chị cũng vui nha. Thấy là trúng mẹ nó có giống trời.